Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới tác động của vùng không khí nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, Bắc Bộ trời trong xanh ít mây, nắng xuất hiện từ rất sớm và kéo dài đến cuối chiều tối. Càng về trưa cường độ nắng càng mạnh hơn, kéo nhiệt độ tăng lên mức cao 35 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo sang ngày mai tình trạng nắng nóng tiếp tục duy trì tại đây. Nắng nóng đang dần quay trở lại trên khu vực miền Bắc. Để tránh cái nắng của mùa hè cũng như sự bụi bặm ồn ào nơi đô thị thì quý vị có thể tìm đến với Thảo Nguyên Mộc Châu. Nơi đây quý vị sẽ tận hưởng được cảm giác mát mẻ, không khí trong lành của vùng núi cao và ngắm nhìn muôn vàn loài hoa đua nhau khoe sắc. Thảo nguyên xanh rộng lớn mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho du khách ghé thăm. Sự mở rộng phạm vi hoạt động của vùng không khí nóng phía Tây và hiệu ứng phơn cũng sẽ khiến cái nắng của miền Trung có phần gay gắt hơn. Với những cơn gió khô nóng thổi đều đều như quạt lửa suốt ngày, đợt nắng nóng này tuy không gay gắt như đợt trước nhưng nhiệt độ vẫn ở mức cao là 35 cho tới 37 độ, bao trùm các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên. Khu vực vùng núi sẽ có nơi nhiệt độ trên 38 độ. Còn từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chưa chịu ảnh hưởng nhiều của nguồn gây nóng, lại có một lớp mây ẩm ngăn nắng, nên thời tiết vẫn tương đối dễ chịu, nhiệt độ đều dưới 35 độ. Về chiều tối vẫn có mưa nhưng chủ yếu là trên diện hẹp. Còn thời tiết tại Tây Nguyên cũng khá là xấu về chiều tối. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh nên mưa dông vẫn còn diễn ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa và mưa to, ban ngày có nắng dịu rất thuận lợi cho hoạt động du lịch tham quan. Sự hội tụ gió Tây Nam trên Nam Bộ vẫn còn khá tốt và điều này tiếp tục gây ra những trận mưa rông trên khoảng 1/2 diện tích khu vực. Những cơn mưa vừa và mưa to vẫn có thể xảy ra. Còn về ban ngày, thời tiết cũng khá mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 31 cho tới 34 độ. Trời có nắng nhưng không oi bức, có lúc trời chuyển nhiều mây và nắng gián đoạn. Thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Khu vực vùng núi Tây Bắc, tại Sapa không mưa ngày nắng, nhiệt độ trong ngày ở khoảng 19 cho tới 27 độ. Tại thành phố Tam Đảo có mưa rào nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Và ở Điện Biên không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 25 đến 36 độ. Thời tiết tại khu vực phía Đông Bắc Bộ đang trở nên oi nóng hơn. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn chưa tăng khá cao và thuận lợi cho du lịch. Về chiều tối có mưa dông cục bộ tại vài nơi. Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng nhiệt độ thấp nhất là 27 cho tới 28 độ, cao nhất là 35 cho tới 37 độ. Nắng nóng cũng sẽ lan rộng xuống đến các tỉnh miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân và ấy nền nhiệt tăng cao. Sầm Sơn không mưa, nhiệt độ trong ngày đạt mức 29 cho tới 36 độ. Phong Nha Kẻ Bàng không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 27 cho tới 35 độ. Tại Huế đêm có lúc có mưa, nhiệt độ ở vào khoảng 26 đến 35 độ. Trên khu vực miền Trung, phía Nam của đèo Hải Vân, mưa vẫn còn diễn ra nên tiết trời vẫn còn tương đối mát mẻ, ngày nắng gián đoạn. Đà Nẵng và Hội An nhiệt độ thấp nhất là 25 cho tới 27 độ, cao nhất là 35 độ. Bà Nà nhiệt độ duy trì ở mức 23 cho tới 30 độ. Thời điểm này, trên các vùng biển phía Nam, gió hoạt động khá mạnh. Thời tiết có mưa dông rải rác kèm theo khả năng xảy ra lốc xoáy, không thuận lợi cho những chuyến tàu ra thăm đảo. Tại Nha Trang, Mũi Né hay là Vũng Tàu, nhiệt độ thấp nhất đêm nay là 26 cho tới 28 độ, cao nhất trưa mai là 33 cho tới 34 độ. Thời tiết tại các điểm du lịch vùng cao Tây Nguyên vào ban ngày vẫn còn khá đẹp. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật. Pleiku nhiệt độ trong ngày khoảng 21 cho tới 27 độ, Buôn Ma Thuột nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ và Đà Lạt là 18 đến 23 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ vào ban ngày khá lý tưởng cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Đến chiều tối, những cơn mưa có thể xuất hiện và gây ra tình trạng ngập cục bộ trên một số tuyến đường, gây khó khăn cho giao thông nên quý vị cần chú ý. Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và U Minh nhiệt độ thấp nhất là 26 cho tới 27 độ, cao nhất 33 cho tới 34 độ. Trong 24 giờ tới trên các vùng biển phía Nam, thời tiết chuyển xấu và duy trì cũng như là gây trở ngại cho hoạt động du lịch biển đảo. Côn Đảo có mưa rông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Nhiệt độ trong ngày khoảng 28 cho tới 31 độ. Tại Phú Quốc có mưa rông, gió Tây đến Tây Nam mức cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Nhiệt độ dao động từ 26 cho tới 30 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.